Huh? I think it could just have like a little spasm. It's like a muscular spasm, Thomas. Yeah. Oh, trứng nữa hả? Và tối hôm nay mình sẽ ăn những gì mà mình đã tận tay lặn bắt nè mọi người. Và mình ăn cái gì hôm nay đây? Xin khán giả cùng theo dõi cái video này nè. Anh đầu bếp này, hôm nay cá mình sẽ nấu gì đây? Hấp hả? Cá nướng hả? Ok, vô. We just wash it down. Okay. Yo, món khai vị thứ hai, cá hấp lá chanh Thái, chanh Thái rồi. Yeah, chanh Thái. Cá hấp lá chanh Thái. Wow. And chanh nữa. Lá chanh và chanh Thái luôn. Wow. Cá là phải có chanh. Đúng rồi. Và bây giờ mình sẽ bỏ lên lửa nè. Mình quấn lên lửa và mình sẽ hấp. Go time to do your work. Is there a secret recipe for this? Yeah. Có gì đặc biệt không? Cần có quay phim Có quay phim. Để ăn cá thôi. Này là ăn cá thôi. Oh wow. Phải quấn đàng hoàng nè. Cái này là mình phải quấn đàng hoàng thôi là nó sẽ cháy cá. Và mình sẽ hấp nè. Hấp cá. Và sẽ ăn dưới bánh canh. Udon. We have some the other meat too. Hôm nay mình sẽ ăn mì gói nè mọi người. Bữa ăn mà rất là quan trọng cho mọi người Việt Nam đi cắm trại. Bánh canh chưa? Udon. Bánh canh Nhật Bản. Hả? Okay. Và đặc biệt nè mọi người, ở đây đầy đủ tiện nghi. Có portable restroom, chỗ tắm. Và mình đặc biệt thì nói rồi, chỉ có một vài cái chỗ cắm trại là nó có cái cabin tent kiểu này, dành cho mình thuê sớm hay là mình cắm trại một cái tent bình thường thì nó rẻ hơn. Ê, chùi tay coi. Và đặc biệt khi mình có con nít thì này một nơi mà không có wifi nên em sẽ tự đi chơi vòng quanh. Actually có wifi, mình không nói. So vô đây nè. À, cái giường ngủ nè, giường ngủ. You wanna show your house around? Okay. It's not that kind of fancy house, but it's fine. Where's your bed, Nana? It is over there. Oh. Can we see your bed? Mylene, where's your bed? Và đặc biệt, đây có cái toilet nữa. Cái toilet này mình tự đem nên chứ không phải. Tại vì có con nít cho nên mình không có giờ mà đưa nó đi vệ sinh liên lệ. Mình phải đem một cái riêng, mình bỏ bịch trong đó là mình dục thôi. Thì Khang sẽ cho khán giả được trải nghiệm đi Catalina. Nhiều cách đi cắm trại nè. Sinh tồn cũng có, mà bây giờ ở cái gọi là glamming cũng có, như là một cái lều đã sẵn cho mình. Thì ngày mai là ngày thứ hai, thì mình sẽ nói tiếp vào ngày mai nè khán giả. Cái gì khác thì sẽ thông xem. Gặp lại video kế tiếp. Cá mới câu và mới nướng xong nè. Bây giờ mình sẽ ăn thử mọi người. Cá hấp gì? Lá chanh. Lá chanh. Lá chanh Thái. Cá hấp lá chanh Thái. Wow. Ngon quá Dương. Oh my god, mấy kia scale nó nhảy lên luôn. Oh my god, look at the scale. Look Dương. Come and see it. The scale right here, the scale just pop out. Wow. Okay. So take this. Wow, scale nó ra luôn ha. Yeah, ra hết luôn. Wow.
Need some more light. Light a different one. Fish. You wanna go come out and see the fish or no? Mommy, can I go in here? I can go in here by myself. Is your shoe on? Okay. Okay. How day? Yeah. Hmm. Wow, looks so good. Ngon quá vậy? Wow, cái này ngon nha, nào thử không? Can I taste the lemon? Can taste the lemon. Is it good? Yeah, mommy really good, huh? Wow. Not too high. But Tommy already said he put some already. I just put some more. Wow, it's so dry. But that's muối tiêu too. Muối tiêu này là muối tiêu mà kiểu mà ngọt á. Paprika. Paprika. Right here, okay. That's good, Johnny. You can dip it there if you want. Cho em ăn thử không? Cảm nhận. Cá cá fresh. Cá fresh nó dài thiệt kìa. Ăn thử đi. Cái này muốn thử không? The part of camping. No, no, it's not hot. It's not hot. It's not hot. It just feel like that, but it's not. It's not hot. Open your mouth. Open your mouth. Em, ăn nè. Ăn thử không? Ngon không? Good. Chew it. So dài. So I said, man, next tomorrow, we'll five of them. Yeah. Cá này giống như là. You like it, Nana? Cá này giống như là cá của Chúa Giêsu. Một con cá feed cả cả làng. Cá you have to hop with chân, like yeah. Actual chân. Nó sâu dài. Oh wow, it's big. Ah. Oh my God. Oh, what a jump that way. Oh wow. Right there, right there, right there. Come on. Wait, what is it? Podcast recording. There's another bug here too. There you go. That's a roly-poly. What is it? Spider. Sorry. You step on it. Oh, sorry. Where's my egg? Trứng nào? Trứng cá nè. Trứng cá. Như là trứng cá ngon lắm cho này, ăn thử cho này. Yeah, ăn đi. Hình như là hình như con cá đó là cá đực á. Cho ăn trứng cá đực. Thì khi mặt trời đã bắt đầu lặn, đã đến lúc thư giãn và suy ngẫm về một ngày tuyệt vời chúng ta đã trải qua giữa thiên nhiên. Khán giả thì cái video này cũng đã dài rồi, Khang cũng xin ngừng ở đây. Ngày đầu tiên mình đi cắm trại tại đảo Two Harbor Catalina cùng gia đình. Dù là bên đống lửa trại ấm áp hay trong một chiếc võng êm ái, hãy dành chút thời gian để cảm nhận sự yên bình của thiên nhiên nè mọi người. Thì Khang ước mong trong cái video này Khang đã đem được cho mọi người một cách sự hòa mình vào thiên nhiên và tạm rời sự ồn ào của thành phố, giúp tâm trí của mọi người thư giãn hơn. Không gian xanh mát và không khí trong lành có thể làm dịu tâm trạng và tăng cường tinh thần. Hẹn sẽ gặp quý khán giả lại trong những cái video kế tiếp nào mọi người.